Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ tư ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại huyện Thường Xuân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 Nghị quyết 41 động lực mới cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thống Mỹ cảnh báo tình huống nguy hiểm ở Gaza. Ủy ban châu Âu EC đề xuất gói công nghiệp quốc phòng chung trị giá 1,5 tỷ euro nhằm tăng cường quốc phòng của khối. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 6 tháng 3, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã thăm và làm việc tại huyện Thường Xuân, kiểm tra tình hình kết quả sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả thực hiện thông báo kết luận số 67 của Văn phòng tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại buổi làm việc với huyện năm 2021. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh, Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thường Xuân, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án đường giao thông nối từ quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng. Tuyến đường có chiều dài 7,5 km, điểm đầu tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân điểm cuối tiếp giáp với đường từ xã xuân cao đi xã luận thành huyện thường xuân đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị các địa phương tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với huyện thọ xuân cần khẩn trương hoàn thành đầu tư khu tái định cư để các hộ dân nhận đất xây nhà bàn giao mặt bằng để thi công dự án đối với huyện thường xuân mặc dù đến nay công tác giải phóng mặt bằng đang rất thuận lợi đảm bảo tiến độ đề ra song vẫn còn một số vị trí còn vướng, cần tiếp tục tập trung để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ đạo nhà thầu tích cực triển khai các mũi thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa tuyến đường vào sử dụng trong tháng 5 năm 2025, rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch. Trò chuyện với các hộ dân xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân có đất đai nhà cửa nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của tuyến đường đối với phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh, mong muốn bà con đồng tình ủng hộ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời khẳng định mọi quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân sẽ được đảm bảo cao nhất trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Cũng trong chuyến công tác, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác cũng đã đến thăm trang trại trồng bưởi ở xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, do anh Lê Xuân Hoàng từ Hà Nội về đầu tư. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao hiệu quả mô hình trồng bưởi theo phương pháp canh tác hữu cơ, thân thiện với môi trường, gắn với chế biến sâu, tạo thành các sản phẩm có giá trị cao từ bưởi. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đề nghị các ngành liên quan và chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để chủ trang trại mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư kho lạnh, bảo quản sản phẩm, nghiên cứu nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ để phát huy tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Báo cáo của huyện Thường Xuân và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc đã làm rõ những kết quả nổi bật mà huyện đạt được sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết tại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 trong số 27 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đã đề ra, đến nay có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu đạt trên 80%. Tuy nhiên, một chỉ tiêu rất quan trọng là tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm giai đoạn 2021-2023 mới chỉ đạt 4,41%, thấp xa so với kế hoạch. Bên cạnh đó, chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người hiện đang thấp so với bình quân chung của tỉnh, thấp hơn nhiều huyện miền núi và khó có khả năng hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, hiện các chỉ tiêu về trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đã tiệm cận so với kế hoạch. Chất lượng giáo dục đại trà của Thường Xuân hiện đang đứng thứ 5 trong 11 huyện miền núi của tỉnh. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thời gian gần đây đã có chuyển biến theo hướng tích cực. Cùng với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Huyện Thường Xuân cũng đang tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy theo thông báo kết luận số 67 của Văn phòng tỉnh ủy. Trong đó, một số nội dung đã đạt kết quả tích cực như công tác quy hoạch, phát triển kinh tế lâm nghiệp, công tác xây dựng Đảng. ý kiến thảo luận cũng phân tích làm rõ những tiềm năng thế mạnh của huyện Thường Xuân, chỉ ra những khó khăn thách thức đang là rào cản đối với sự phát triển của huyện, gợi mở các giải pháp để khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Thường Xuân đạt được sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thường Xuân vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế, có mặt yếu kém, đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của huyện, một số chỉ tiêu cơ bản đạt rất thấp so với kế hoạch. Hiện nay, Thường Xuân vẫn là một trong 74 huyện nghèo nhất cả nước việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng kết nối với doanh nghiệp để liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân vẫn còn hạn chế, công tác xây dựng nông thôn mới hiệu quả chưa cao, công tác chuẩn bị đầu tư còn tồn tại hạn chế, sai sót. Tiến độ giải phóng mặt bằng thi công một số dự án trên địa bàn còn rất chậm. Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mặc dù được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được nhiều dự án lớn có tính chất đột phá cho sự phát triển của huyện. Chất lượng văn hóa xã hội chuyển biến chưa vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo mặc dù có giảm nhưng vẫn còn ở mức khá cao đời sống một bộ phận người dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn trật tự an toàn xã hội có mặt còn diễn biến phức tạp năng lực lãnh đạo chỉ đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở còn hạn chế năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ ở một số phòng ban và một số xã còn hạn chế cá biệt có những cán bộ có biểu hiện né tránh đùn đầy thiếu tâm huyết trách nhiệm với công việc tư tưởng bảo thủ ngại khó trông chờ ỉ lại của một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân chưa được khắc phục triệt đề Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho rằng, so với các huyện miền núi của tỉnh, mặc dù còn những khó khăn bất lợi, song Thường Xuân cũng có những tiềm năng lợi thế quan trọng. Nổi bật là diện tích tự nhiên lớn nhất toàn tỉnh, địa bàn rộng, có tiềm năng lớn về rừng. Về vị trí, huyện gần với khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, gần với cảng hàng không Thọ Xuân và cách thành phố Thanh Hóa không xa, có đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 47 đi qua. Bên cạnh đó, địa bàn huyện là vùng sinh thái rừng đầu nguồn, có tiềm năng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy điện, du lịch, dịch vụ và công nghiệp. Ngoài ra, Thường Xuân còn là huyện giàu truyền thống lịch sử, có nhiều giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc Thái, Mường, Kinh. Để phát huy tốt những tiềm năng thế mạnh đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện phải thật sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt cụ thể hơn phải nghiên cứu, đánh giá kỹ các tiềm năng thế mạnh, những yếu tố thuận lợi cũng như những tồn tại hạn chế, điểm nghẽn của huyện trong quá trình phát triển. Xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ, định hướng phát triển và các giải pháp phù hợp để phát triển nhanh và bền vững, đưa huyện Thường Xuân thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh. Thời gian tới, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu huyện Thường Xuân cần tập trung thực hiện cho được 4 khâu đột phá một là đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng cụm công nghiệp và hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông đối ngoại để tăng tính kết nối giữa Thường Xuân với các huyện lân cận trong tỉnh, khu vực miền núi Tây Bắc, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hùa Phan, Lào. Thứ hai là đột phá về thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp và du lịch, lựa chọn các dự án công nghiệp phù hợp, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Thứ ba là phải tạo được đột phá trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khắc phục cho được tư tưởng, trông chờ, ỉ lại, thụ động, quen chịu khổ không chịu khó, cam chịu đói nghèo, chuyển thành năng động cần cù chịu khó để thoát nghèo, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú đa dạng và đậm đà bản sắc thành nguồn lực, động lực để phát triển. Thứ tư là đột phá trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, phải quyết tâm, quyết liệt, sâu sát trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đeo bám công việc đến cùng và làm việc gì, dứt điểm việc đó mang lại sản phẩm hiệu quả đích thực. Về một số nhiệm vụ cụ thể, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu huyện Thường Xuân gìn giữ, chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nghị quyết của Đảng và nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến chỉ đạo của tỉnh tập trung giả soát, đánh giá khách quan, chính xác, trung thực, đúng quy định toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 trên cơ sở đó đối với những chỉ tiêu đã đạt phải phấn đấu đạt cao hơn những chỉ tiêu đạt thấp khả năng khó hoàn thành cần phân tích rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp cụ thể phân công tập thể và cá nhân phụ trách xác định rõ thời gian thực hiện và hoàn thành để tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra tiếp tục ra soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy hoạch, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý quy hoạch nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh về vị trí địa lý của huyện để mở ra không gian phát triển mới, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý quy hoạch và đầu tư hạ tầng theo quy hoạch đã được duyệt. Trên lĩnh vực kinh tế, Bí thư tỉnh ủy cho rằng Thường Xuân phải luôn coi phát triển nông nghiệp là nền tảng, là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời phải xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương, tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành nghề có thế mạnh của huyện, phát triển đồng bộ các ngành dịch vụ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, chủ động các phương án đảm bảo quốc phòng an ninh, không để xảy ra bị động bất ngờ bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng nhấn mạnh yêu cầu ban chấp hành ban thường vụ huyện ủy và từng đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện phải sâu sát cơ sở biết dựa vào dân lắng nghe dân nêu cao hơn nữa tinh thần năng động sáng tạo đổi mới tư duy phương pháp cách làm luôn chăn trở tìm ra giải pháp để xây dựng phát triển huyện tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính nâng cao ý thức trách nhiệm tính năng động của bộ máy chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Bí thư tỉnh ủy lưu ý, huyện Thường Xuân cần tích cực chuẩn bị các điều kiện, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhân kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều ngày mùng 6 tháng 3, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trường đoàn này với hội tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, đồng thời biểu dương ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng cán bộ hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều đóng góp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội và thành tựu chung của tỉnh, đồng thời luôn thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đánh giá cao các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều phong trào tiêu biểu, nhất là các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã quan tâm có nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, đặc biệt chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, góp phần vào công tác an sinh xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ trên quê hương 3 triệu anh hùng và những kết quả đạt được trong thời gian qua, tăng cường đoàn kết gắn bó hơn nữa để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của công tác hội, nghiên cứu thêm các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của địa phương. Có nhiều chương trình hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ hội viên phát triển mọi mặt. Đồng thời, cán bộ hội viên phụ nữ trong mỗi tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở phải luôn thực sự chia sẻ đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ nhau trong công việc và đời sống. Dân chủ minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu luôn là lá cờ đầu trong phong trào phụ nữ toàn quốc. Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã báo cáo một số kết quả nổi bật của các cấp hội phụ nữ đạt được trong thời gian qua và các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, đồng thời thể hiện quyết tâm của cán bộ hội viên phụ nữ các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương. Sáng ngày 6 tháng 3, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh và các thành viên ban chỉ đạo. Năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 420.000 người, tăng hơn 8.700 người so với năm 2022. Số người tham gia bảo hiểm y tế chiếm gần 92% dân số. Công tác thu được đảm bảo, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từng bước được kiểm soát. Công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý sử dụng quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục có những bước đột phá trên cơ sở đánh giá phân tích những tồn tại hạn chế trong việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Ninh Hóa xác định mục tiêu năm 2024 là tăng 4,54% số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 22,46% số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 4,52% số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp so với số thực hiện năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh để hoàn thành chỉ tiêu được giao, các thành viên ban chỉ đạo các cấp cần nâng cao vai trò trách nhiệm, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời đối với công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, người lao động và người sử dụng lao động về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần có sự tham gia vào cuộc của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ để tổ chức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối với các sở ngành liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thuê mướn, sử dụng lao động đang hoạt động theo thẩm quyền. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đầu Thanh Tùng, Phó trưởng ban chỉ đạo tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục quan tâm tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo hướng dẫn để cơ quan bảo hiểm xã địa phương phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm trong tham mưu tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm, từ đó triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ chính trị đã ban hành nghị quyết 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đường ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Với những nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp thực hiện, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tin tưởng nghị quyết sẽ tạo dựng môi trường kinh doanh mới, giúp các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bài viết Nghị quyết 41, động lực mới cho doanh nghiệp phát triển của phóng viên Hồng Ngọc, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đón nhận nghị quyết 41 của Bộ chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân với sự hứng khởi và niềm tin tưởng và kỳ vọng. Theo các doanh nghiệp, nghị quyết không chỉ có những nội dung mới mà còn rất đúng, rất trúng, mong đợi của giới doanh nhân và nhân dân cả nước. Ông Bùi Tiến Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên thương mại Tiến Thành Thảo, tỉnh Thanh Hóa nói. Nghị quyết mốt không chỉ là sự mong mỏi chờ đợi từ cá nhân tôi, mà nó sự chờ đợi của rất nhiều cộng đồng doanh nghiệp. Và hy vọng rằng uh, với những chính sách được ban hành trong nghị quyết sẽ sớm đưa vào từ đi vào thực tế và giúp uh, có thể cải cách được về hành chính, về chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô và tạo một môi trường lành mạnh hơn trong kinh doanh để giúp doanh nghiệp có thể là yên tâm phát triển trong thời gian tới. Đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân những năm qua, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết cơ chế chính sách để ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai sớm nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo sự thân thiện, tin tưởng của doanh nghiệp và doanh nhân với chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thanh Hóa sẽ tranh thủ nắm bắt những thời cơ, vận hội mới, nghiên cứu và phát huy tinh thần của nghị quyết 41 vào đời sống, ra sức thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, tạo thêm nhiều việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của đất nước. Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết. Nghị quyết 41 của Bộ Anh trị về vai trò doanh nhân, nâng tầm doanh nhân để doanh nhân có một cái động lực để phát triển nông doanh nhân chúng ta phải có một cái niềm tin đồng thời đó là ngày mùng năm tháng một thì chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết 02, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư thì đây là những bước đi đột phá mà tạo đà cho doanh nghiệp doanh nhân có một cái hướng đi để phát triển ông Đỗ Đình Hiệu giám đốc VCCI chi nhánh Thanh Hóa nói với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì như Thanh Hóa của chúng ta nói riêng và cả nước nói chung thì nó cũng rơi vào khoảng 95-96%. Thì đây là những cái đối tượng mà được rất nhiều các nghị quyết điều chỉnh và quan tâm, quan tâm để làm sao đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện để phát triển dần dần thành doanh nghiệp lớn, lớn mạnh hơn nữa. Trong nghị quyết 41, chủ yếu các vấn đề xây dựng được một cái đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân vững mạnh cả về mặt tầm vóc để làm sao vươn tầm ra được với các cái doanh nghiệp quốc tế. Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị với những nội dung mới trong quan điểm, định hướng và giải pháp sẽ mở đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo cho cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp doanh nhân thanh hóa tin tưởng, Nghị quyết 41 sẽ sớm đi vào đời sống sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trở thành động lực mới để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bám sát định hướng của ngành ngân hàng. Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, hành động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, qua đó tăng tốc thực hiện mục tiêu xanh hóa hoạt động ngân hàng và phát triển bền vững. Phóng viên Thanh Thảo phản ánh. Khởi nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, anh Hoàng Văn Tuấn ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho vay số tiền 300 triệu đồng để phát triển mô hình trồng nho. Nguồn vốn vay với lãi suất thấp đã giúp anh có điều kiện đầu tư mua cây giống, lắp đặt hệ thống nhà màng, tưới nước nhỏ giọt. Đến nay, trang trải của anh đã có 2.300 gốc nho cho thu hoạch hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Hoàng Văn Tuấn, chủ trang trại Tết Pham, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ đầu tư về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thì đòi hỏi rất chi là nhiều vốn. thì đối với trang trại chúng tôi thì cũng đã được tiếp cận cái nguồn vốn này từ ngân hàng nông nghiệp và quá trình vay vốn thì làm hồ sơ thủ tục thì cũng rất chi là đơn giản. cán bộ ngân hàng cũng rất chi là quan tâm tạo điều kiện rút ngắn thời gian rồi là thủ tục để chúng tôi mở rộng quy mô. cụ thể hóa mục tiêu xây dựng mô hình ngân hàng xanh, Aribank Nam Thanh Hóa đã tập trung thực hiện tăng trưởng tín dụng xanh trọng tâm là ưu tiên nguồn vốn tín dụng trong những dự án xanh thân thiện với môi trường, nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, ngân hàng đang đầu tư vốn cho hơn 100 dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế của địa phương. Các dự án được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Cùng với tăng trưởng tín dụng xanh, Aribank Nam Thanh Hóa cũng đang tập trung số hóa hoạt động ngân hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử hình thành thói quen tiêu dùng mua sắm xanh thanh toán không dùng tiền mặt của người dân đặc biệt ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình hoạt động gắn với thông điệp vì tương lai xanh như nói không với rác thải nhựa giữ gìn môi trường làm việc xanh sạch đẹp chung tay làm sạch môi trường biển trao tặng cây xanh từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên người lao động và nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu. Bà Lê Thị Sáng, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói: Ngân hàng Nam Thanh Hóa đầu xuân năm mới đã hỗ trợ gia đình với số lượng 10.000 cây, thì gia đình cũng xin được cam kết với Ngân hàng Nam Thanh Hóa là sẽ trồng và chăm sóc tốt để phủ xanh đất trống đồi núi trọng cũng như là tạo điều kiện cho gia đình phát triển kinh tế về lâu dài. Bài Trình Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Aribank Nam Thanh Hóa cho biết: Trong thời gian tới, Aribank Nam Thanh Hóa tập trung uh, tăng trưởng dư nợ tín dụng vào các lĩnh vực xanh, uh, đặc biệt là lĩnh vực khu vực nông nghiệp nông thôn, và uh, tập trung ưu tiên bố trí các nguồn vốn hợp lý cho các cái dự án thuộc danh mục xanh, uh, nâng cao nhận thức của người lao động, của khách hàng trong công tác bảo vệ môi trường, đồng hành cùng với khách hàng. À, trong việc đổi mới phương án sản xuất kinh doanh hướng tới phát triển bền vững. Hành động từ những điều nhỏ nhất với thông điệp vì tương lai xanh, Aribank Nam Thanh Hóa đã và đang chung tay cùng ngành ngân hàng thực hiện thành công chiến lược quốc gia thúc đẩy tăng trưởng xanh, xây dựng nền kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, bám sát tinh thần chỉ đạo tại chỉ thị ngày 30 tháng 5 1998 của Bộ Chính trị khóa 8 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quân chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học, các quy định hướng dẫn của Trung ương và đặc điểm, điều kiện của huyện, Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Lộc đã ban hành các đề án, nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kịp thời quán triệt các quy định hướng dẫn của tỉnh có liên quan về kết nạp đảng viên, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị liên quan quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, nhất là việc xây dựng kế hoạch và tạo nguồn kết nạp ở các trường trung phổ thông. Trong năm 2023, toàn huyện đã kết nạp được 170 đảng viên mới, trong đó có 12 đảng viên là học sinh các trường trung học phổ thông. Với sự quan tâm và có kế hoạch bài bản, huyện Vĩnh Lộc sẽ nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong trường học từ đó khơi dậy khát vọng công hiến của tuổi trẻ để tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển quê hương đất nước. Trên cơ sở tham mưu của Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 1121 ngày 9 tháng 2 năm 1924, cụ thể điều chỉnh xóa bỏ điểm đấu nối và quốc lộ 47 tại đô mét 34 cộng 280 trái tuyến trên đành điểm đấu nối và quốc lộ 47 tại km 34 cộng 280 phải tuyến Đồng thời, xa ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn, chủ đầu tư được sử dụng chung điểm đấu nối nêu trên. Trước đó, tại văn bản số 115, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn cho biết dự án khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Thiều được chủ tịch ủy ban dân huyện Triệu Sơn phê duyệt điều chỉnh dự án tại quyết định số 3183 ngày 13 tháng 7 năm 2023. Trong đó, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn được sao làm chủ đầu tư dự án. Để có cơ sở, xin chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao và triển khai các, các bước tiếp theo của dự án. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn kiến nghị Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thống nhất sao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn làm chủ sử dụng nút giao với quốc lộ 47 tại lý trình km 34 280 nút giao ngã ba phải tuyến để thực hiện dự án khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp Tại đô thị Tiểu, huyện Triệu Sơn. Trên địa bàn huyện Thọ Xuân hiện có 3 doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ đang tham gia chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Mới đường Lam Sơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Rich Farm và một tổ chức khoa học và công nghệ là Trung tâm Nghiên cứu, Khảo nghiệm và Dịch vụ Cây trồng thuộc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. Các đơn vị đã nghiên cứu và áp dụng có hiệu quả các dự án nhằm hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Điển hình như công ty cổ phần mía đường Lam Sơn với dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất các giống cam V2, CT36, BH chất lượng cao tại vùng miền núi tỉnh Thanh Hóa. Tổng kinh phí được phê duyệt 12 tỷ đồng. Sau 4 năm thực hiện, từ năm 2017, năm 2021, dự án đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung đề ra. Dự án đã làm chủ được các quy trình công nghệ trong nhân giống và sản xuất cam theo hướng an toàn chất lượng cao như quy trình quản lý vườn cây mẹ đầu dòng sạch bệnh, vườn giống gốc để cung cấp giống cho các vườn cây mẹ sản xuất giống mắt ghép, quy trình sản xuất cây giống cam sạch bệnh, xây dựng hệ thống vườn ươm sản xuất giống, vườn cung cấp cây giống cho các vùng sản xuất. Trên cơ sở các quy trình công nghệ được chuyển giao, hiện nay dự án có thể cung cấp 5 đến 6 vạn cây chất lượng cao hàng năm để phục vụ việc nhân giống mở rộng vùng sản xuất cho các địa bàn trong tỉnh huyện Thọ Xuân đang tiếp tục xây dựng các mô hình ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ có hiệu quả, có quy mô phù hợp với vùng sinh thái của từng địa bàn nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, trong đó có ít nhất 30% mô hình thực hiện ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số, xây dựng được ít nhất 20% mô hình liên kết ứng dụng khoa học và công nghệ theo chuỗi giá trị hàng hóa, tạo sinh kế cho người dân. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh về việc tuyên truyền phổ biến thông tin liên quan đến lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông để tạo điều kiện cho việc phổ cập điện thoại thông minh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo phòng văn hóa thông tin, đài truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung, quy định liên quan về tắt sóng thông tin di động 2G, chuyển đổi sử dụng điện thoại thông minh để thúc đẩy phát triển kinh tế số xã hội số của tỉnh. Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn kết nối vào mạng viễn thông di động, về việc không cho phép các máy điện thoại di động mặt đất 2G không được chứng nhận hợp quy nhập kết nối vào mạng di động, không được phép nhập mạc mới cho các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Tăng cường công tác thông tin và truyền thông tới người sử dụng dịch vụ các nội dung quy định về tắt sóng di động 2G. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chỉ tính riêng những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, xảy ra 4 ổ bệnh dại trên động vật làm chết 2 người và 86 người bị phơi nhiễm, gây thiệt hại lớn về kinh tế và sức khỏe. Để ngăn chặn kiểm soát hiệu quả bệnh dại trên địa bàn tỉnh, từ đó giảm thiểu các ca tử vong và tiến tới không người chết vì bệnh dại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, trường các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dạy theo quy định của Luật thú y, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người nuôi chó có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó. Các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn và các phòng đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh dạy, tập trung nguồn lực chỉ đạo thực hiện quyết liệt nằm cao điểm tiêm phòng vaccine dạy cho đàn chó mèo trên địa bàn yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đồn đốc công tác thực hiện nằm cao điểm tiêm phòng vaccine dạy cho đàn chó, mèo trên địa bàn, kịp thời phát hiện yếu kém, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng; yêu cầu sở y tế công khai địa chỉ các cơ sở y tế và hướng dẫn người bị chó cắn đến ngay các cơ sở y tế để được, được xử lý, ngăn ngừa tử vong do bệnh dạy. Nội dung chỉ thị sẽ được chúng tôi đăng tải đầy đủ trên website của đài phát thanh và truyền Thanh Hóa là truyền hình Thanh vn mời quý vị và các bạn theo dõi quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của đài phát thanh và truyền thanh hóa tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế